buổi sáng đạp xe ra chợ, mỗi lần đi ngang con hẻm, lòng em lại bồi hồi đến lạ. Nói đến Huế, người ta thường nghĩ ngay đến những kiến trúc lăng tẩm, thành quách uy nghi, cổ kính, mà quên mất sự nổi tiếng về văn hóa ẩm thực độc đáo. Món ăn Huế giản dị, mang hương vị đầm thắm của đồng ruộng, đầm phá, núi sông, đất cổ đô. Song khó có một món ăn nào vừa mộc mạc, vừa thanh đạm nhưng lại chứa đầm chất Huế như là cơm hến. Thank you.
cơm hẻm được xem là món ăn đặc sản lâu đời của người dân xứ Huế, một món ăn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa ẩm thực cung đình và ẩm thực dân gian đã tạo nên nét riêng, nét lạ lẫm cho món cơm hẻm. Vì cơm hẻm vừa đậm đà lại vừa thanh tao, thưởng thức cơm hẻm cứ như được thưởng thức nét đẹp thầm kín của Huế. Đam mê ớt đỏ cay nồng, tìm trong vị hẻm một dòng hương xanh, ruột thơm, cơm nguội, rau lành, mời nhau buổi sáng, chân thành món quê.